Cô tài xế nữ kìa. Xin chờ vua. Xin chờ vua. À, bây giờ đó chùa phần bốn mặt đó, bên kia là rất là sơn tụ. Tới rồi. Qua luôn. Đi đây, quẹo phải. Ta tới lễ thì mua vàng bông, cũng bốn mặt nha các bạn. Mãi ra. 100 9 cây nhang các bạn. 12 cây nhang. Một vàng bông bốn hướng. Đó mình cũng theo chiều đồng hồ từ trái qua phải. Anh chàng áo màu trắng này là đi tả lễ đấy, có 8 cô gái cho lên, có những người ta xếp hàng tả lễ đấy. Ô, giờ biết người ta tả lễ, người ta xếp hàng quá trời luôn, cúng các bạn. Cũng cúng mà. Là cái bảng này sẽ được thay đổi nó 1 triệu 6 một phát gì đó mình không rõ, nhưng từ 31 tháng 12 mỗi năm là khai báo cái số tiền mà người ta cúng dường đó. Mình sẽ đi tham quan dạo một vòng các bạn đó. Khu vực ngay ngã tư này là lúc nào cũng sầm uất hết, từ 6 giờ sáng đến 24 giờ
lúc nào cũng sành bớt tớt. Họ đến đây live stream chụp hình quay phim. Họ cũng cháy rất là nhiều các bạn. Thank you.
có cầu gia đạo, tình duyên, tiền tài, sức khỏe nữa các bạn. Thank you.
cô gái. Thì theo mình đăng ký mấy người thôi. Mình cũng mới vừa cúng đốt nhang ông trời phù hộ độ trì sức khỏe thôi, hiện tại trên chồng phù hộ chủ yếu đây là chủ người Trung Hoa, người Trung Quốc họ đến đây là của nhiều người.
mình đi về. Ngày mai mình sẽ đến chùa Phật Vàng. Đó, có bán chim phóng sinh đó hả? Okay. Rồi, mời các bạn đi qua đường nha. Đường ở đây đi theo có phép tắc đàng hoàng, chứ không phải là qua là lung tung bang đâu nha các bạn. Ở đây rất là trật tự, đi nón bảo hiểm mà đúng kỹ thuật, đúng đúng quy định đó đó, đúng nguyên tắc nữa. À, bây giờ chiều trời mát rồi. Có tiếng còi mà có tiếng bô xe, tiếng máy xe. Gì vậy? Có ông bà này bán hàng rong nè. Không phải bắt đâu. Chỗ đâu đậu. Đường phải lên cầu đi bộ qua bên đó cho an toàn, cầu đi bộ cứng cáp, có mái che đàng hoàng. À, từ đây qua bộ Central World, à, qua bên kia mua sắm, có à, một khu trung tâm thương mại. À, trời chiều đây mát mẻ ghê các bạn. Nhỏ cũng hay tung tăng quá ha. Có bộ mắt lắm. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo nha. À, để nhận thông báo video mới, mình có video clip và phố đi bộ Bắc Tây Gia, à, nơi mà thành phố Bắc Tây Gia là có ma quỷ, có nghĩa là ban đêm họ làm việc nhưng ban ngày họ không làm việc. À, đây là một cái khách sạn cũng chắc là 5 sao đấy à, à rồi nhà có 5. Chào sexy quá ha. Còn cái màu tím của bạn? À, cái 670 của cái 800. Cái màu tím của bạn đẹp bao nhiêu? Ồ, ở đây có kho, có cầu đi bộ mà. Ừ. Qua bên kia thì vô cái tòa nhà luôn. Ở về mua cái đá xài đó. Cái đá xài ngon lắm. Đây có ăn camera đầy đồ luôn. À, các bạn muốn mua đồ tập quá có cả có cửa hàng số 7 là nơi mà bán đầy đủ các thứ tiệm thuốc tây, bán có quy định hết á. Tiệm thuốc tây giống như siêu thị mini, cái gì cũng bán, mì gói. Các bảo vệ thì họ đều canh gác đường cho người đi bộ qua. À, xe ba bánh nghe tỏn tảng gì đó mình nghe tên lạ quá. Trên châu chảy dây luôn còn hơn là bên trung tâm thương mại Bitexco, trung tâm tài chính Bitexco.
như đai mình của mình đó, nhỏ bé đây họ đi bộ rất là nhiều. Cháy luôn các bạn.